Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, trong thập kỷ vừa qua, ông lớn Trung Quốc đã mạnh tay đổ hàng triệu đô la Mỹ đầu tư vào Campuchia. Không chỉ đầu tư xây dựng sân vận động trị giá 157 triệu đô la để tổ chức SEA Games, mà Trung Quốc còn bí mật xây căn cứ hải quân ở Campuchia. Nhiều người nói việc Trung Quốc bơm tiền khủng như vậy đổi lại được Phnom Penh ủng hộ chính trị trên các diễn đàn quốc tế. Nhưng thực tế việc này còn ẩn chứa nhiều âm mưu sâu xa khác của ông lớn Trung Quốc. Vậy rốt cuộc việc đặt căn cứ, bơm tiền khủng tổ chức SEA Games, Trung Quốc đang có âm mưu thâm hiểm gì? Trước những biến động đó, Việt Nam liệu có bị ảnh hưởng gì hay không? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục đổ tiền vào Campuchia. Thậm chí kinh tế nước này đã phụ thuộc khá lớn vào Trung Quốc, trở thành con nợ của Trung Quốc. Điều này khiến nhiều người nhớ tới hơn 48 năm trước. Trung Quốc cũng chính là nước đứng đằng sau Hà Hơi tiếp sức, hậu thuẫn cho Khmer Đỏ, gây ra cuộc diệt chủng kinh hoàng đối với người Campuchia, khiến Campuchia trở thành những cánh đồng chết. Cụ thể, từ tháng 4 năm 1975 đến tháng 1 năm 1979, Trung Quốc là đối tác bên ngoài chính yếu của chính phủ Khmer Đỏ. Sau chiến thắng vào tháng 4 năm 1975, các nhà lãnh đạo Khmer Đỏ đã gần như tự động tìm đến Trung Quốc và hắt hủi phương Tây. Ngay sau khi tiến vào Phnom Penh, quân Khmer Đỏ đã đổ về Đại sứ quán Liên Xô, bắt trói các nhà ngoại giao Xô Viết và dồn tống họ về Đại sứ quán Pháp để trục xuất về nước, cùng các vị khách phương Tây không còn được chào đón khác. Vào ngày 19 tháng 4, Aung San Suu Kyi đã công du đến Bắc Kinh và đàm phán với Trung Quốc về một thỏa thuận cung cấp 13.300 tấn vũ khí và sẽ vận chuyển chúng qua cảng Kampong Som. 4 ngày sau, ông ta trở lại Phnom Penh cùng một nhóm quan chức và chuyên viên kỹ thuật người Trung Quốc, đem theo các thiết bị liên lạc và những trang bị tối cần thiết cho việc thiết lập một chính phủ mới. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng luôn dành sự ủng hộ hầu như toàn bộ nhân nhượng về các vấn đề đối ngoại cho chính quyền Khmer Đỏ. Vào tháng 2 năm 1976, Wang Shanrong quay lại Phnom Penh và ký kết một thỏa thuận viện trợ quân sự sâu rộng hơn mà Khmer Đỏ đã khởi động đàm phán với Đặng Tiểu Bình từ tháng 6 năm 1975. Theo như một tài liệu đã được đưa ra tại phiên tòa năm 1979, Wang đã thông báo với Bộ trưởng Quốc phòng của Campuchia là Son Sen rằng Trung Quốc có kế hoạch cung cấp 320 cố vấn quân sự, thiết bị radar, pháo phòng không và một sân bay quân sự, 4 tàu hộ tống và tàu phóng ngư lôi, thiết bị cho một trung đoàn tăng thiết giáp, trung đoàn thông tin, 3 trung đoàn pháo binh dã chiến và một tiểu đoàn cầu phao cho quân đội. Với những hậu thuẫn lớn về mặt vũ khí, lương thực và cả ngoại giao, Trung Quốc đã biến Khmer Đỏ trở thành một lực lượng chính trị có thế lực lớn tại Campuchia lúc bấy giờ. Không chỉ trong quá khứ mà ngay đến cả hiện tại, Trung Quốc vẫn đang thực hiện từng bước âm mưu thâm hiểm của mình. Đặc biệt mới đây, Trung Quốc đã bí mật xây dựng hạ tầng hải quân ở Campuchia để sử dụng độc quyền. Nhưng cả hai nước đều phủ nhận thông tin này. Báo Washington Post dẫn lời các quan chức giấu tên nói rằng cơ sở quân sự Trung Quốc sẽ nằm ở phần phía bắc của quân cảng Rim thuộc vịnh Thái Lan. Đó sẽ là nơi diễn ra một lễ động thổ trong tuần này. Các quan chức giấu tên nói rằng việc xây dựng cơ sở hải quân Trung Quốc ở Campuchia là một phần trong chiến lược của Bắc Kinh nhằm tạo nên một hệ thống cơ sở hạ tầng quân sự trên khắp thế giới, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành cường quốc toàn cầu thực sự. Cho đến nay, cơ sở hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Trung Quốc đang sở hữu là tại Djibouti, một quốc gia thuộc vùng Đông Phi. Có được một cơ sở đủ khả năng đón các tàu hải quân cỡ lớn ở phía Tây Biển Đông sẽ là một nhân tố quan trọng trong tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực và sẽ đẩy mạnh hiện diện của Bắc Kinh ở gần các tuyến đường vận tải biển quan trọng của Đông Nam Á, các quan chức và chuyên gia phân tích nhận định. Chúng tôi đánh giá rằng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một mảnh ghép quan trọng đối với các lãnh đạo Trung Quốc khi họ coi khu vực này là vùng ảnh hưởng của mình. Họ coi sự trỗi dậy của Trung Quốc ở đó là một phần trong xu thế toàn cầu nhằm tiến tới một thế giới đa cực, nơi các cường quốc lớn khẳng định lợi ích của mình ở những nơi mà họ cho là vùng ảnh hưởng, một quan chức phương Tây nói. Năm 2019, báo chí dẫn thông tin từ giới chức phương Tây đưa tin Trung Quốc đã ký một thỏa thuận bí mật để quân đội của họ sử dụng quân cảng Rim. Bắc Kinh và Phnom Penh phủ nhận điều này. Thủ tướng Campuchia Hun Sen gọi đó là tin giả. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng gọi đó là tin đồn và khẳng định Trung Quốc chỉ giúp Campuchia huấn luyện quân sự và trang bị hậu cần. Tuy nhiên, cuối tuần qua, một quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh xác nhận với Washington Post rằng một phần của căn cứ sẽ được quân đội Trung Quốc sử dụng. Quan chức này phủ nhận quân đội Trung Quốc sẽ sử dụng độc quyền, nói rằng các nhà khoa học cũng được tiếp cận. Vị quan chức cho biết người Trung Quốc không tham gia bất kỳ hoạt động nào ở phần của Campuchia.
Vị quan chức cho biết lễ động thổ dự kiến vào ngày 9 tháng 6 sẽ có sự tham dự của các quan chức Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia dự kiến sẽ có mặt. Khi được đề nghị bình luận, Đại sứ quán Campuchia tại Washington nói trong một tuyên bố rằng họ hoàn toàn không đồng ý với nội dung và ý nghĩa của bài báo vì đưa ra cáo buộc vô căn cứ nhằm tạo nên hình ảnh tiêu cực về Campuchia. Tuyên bố nói rằng Campuchia tuân thủ nghiêm ngặt hiến pháp của đất nước, trong đó quy định không cho quân đội nước ngoài hiện diện trên đất Campuchia. Việc cải tạo căn cứ chỉ để nâng cao năng lực hải quân của Campuchia nhằm bảo vệ sự toàn vẹn trên biển và phòng chống tội phạm trên biển, bao gồm hoạt động đánh bắt trái phép. Tuyên bố nêu rõ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về vấn đề này. Các quan chức phương Tây đoán rằng tại lễ động thổ sẽ có sự thừa nhận về việc Trung Quốc tham gia cấp vốn và mở rộng quân cảng Rim, nhưng sẽ không xác nhận việc quân đội Trung Quốc sử dụng. Một quan chức phương Tây nói rằng Campuchia và Trung Quốc đã thống nhất kế hoạch này từ năm 2020, trong đó nhất trí về việc quân đội Trung Quốc có đặc quyền sử dụng phần phía bắc của căn cứ, nhưng sự hiện diện sẽ vẫn được giấu kín. Vị quan chức nói rằng Trung Quốc và Campuchia có biện pháp để giấu sự hiện diện Trung Quốc ở Rim. Ví dụ các đoàn nước ngoài đến thăm căn cứ chỉ được vào những nơi được chấp thuận từ trước. Khi đó quân nhân Trung Quốc ở căn cứ sẽ mặc đồng phục giống như người Campuchia, hoặc là không mặc đồng phục để tránh bị người ngoài nghi ngờ. Khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đến thăm căn cứ này hồi năm ngoái, việc di chuyển của bà bị hạn chế nghiêm ngặt, vị quan chức này nói. Thực tế, việc Campuchia đồng ý để Trung Quốc tham gia vào dự án cải tạo quân cảng Rim không phải điều gây ngạc nhiên. Trung Quốc trước đó đã bơm hàng tỷ đô la Mỹ vào Campuchia thông qua các dự án hỗ trợ phát triển, các khoản vay và cùng những giao dịch kinh doanh khác. Trong khi đó, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng việc Bắc Kinh tham gia dự án nâng cấp quân cảng Rim không đồng nghĩa quân đội nước này sẽ được triển khai đến cơ sở. Theo Chu Thần Minh, nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ và Khoa học Quân sự Yuangang ở Bắc Kinh, dự án xuất phát từ nhu cầu đối phó cướp biển và nâng cao năng lực hải quân của Campuchia. Nước mong muốn được Trung Quốc chuyển giao tàu tuần tra và khinh hạm. Chu Thần Minh nói rằng việc nâng cấp cảng là điều cần thiết để những tàu này có thể neo đậu. Giới phân tích nhận định dù mục đích của Trung Quốc khi tham gia nâng cấp quân cảng Rim là gì, quan hệ hợp tác ngày càng khăng khít giữa Bắc Kinh và Phnom Penh cho thấy Washington đang suy giảm ảnh hưởng trong khu vực. Những tuyên bố phản đối công khai thường xuyên của Mỹ đối với quá trình cải tạo quân cảng Rim cho thấy Washington thiếu đòn bẩy và mối quan hệ với Phnom Penh. Ivan Lakmana, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Châu Á và Toàn cầu hóa thuộc Đại học Quốc gia Singapore bình luận. Giới quan sát từng lo ngại việc Trung Quốc tham gia cải tạo, nâng cấp căn cứ hải quân Rim ở Sihanouk Vili. Campuchia gây nên mối đe dọa sát sườn phía Tây, uy hiếp an ninh quốc phòng Việt Nam. Tuy nhiên, cách mà Việt Nam phản ứng lại cho thấy sự điềm tĩnh lạ thường. Hà Nội chỉ nhắc nhở khéo léo các bên rằng mọi quá trình hợp tác giữa các nước cần đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực cũng như trên thế giới. Theo giới quan sát, không phải Việt Nam không tính toán các yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến tình hình an ninh quốc phòng, chủ quyền đất nước, mà Hà Nội đã sớm có những chiến lược nhất định cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế, an ninh quốc phòng để xử trí ổn thỏa, cân bằng quan hệ giữa các bên Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, tránh làm tình hình phức tạp. Trung Quốc cải tạo căn cứ Rim có đe dọa Việt Nam, coi trọng láng giềng và lựa chọn đối sách đúng đắn với những quốc gia lớn hơn không phải chuyện dễ. Nhưng dường như đến nay, Việt Nam vẫn đang thực hiện rất hiệu quả chính sách đối ngoại quốc phòng. Trước việc Trung Quốc tham gia vào quá trình mở rộng căn cứ hải quân Rim ở Campuchia, những cuộc họp, đối thoại quốc phòng, giữ liên lạc đường dây nóng như cách mà Việt Nam đang duy trì sợi dây liên lạc chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Campuchia là một bước đi phù hợp. Theo cổng thông tin điện tử của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, sáng ngày 4 tháng 10, tại Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Đại tá Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam và Phó Đô đốc Ti Sô Kha, Phó Tư lệnh Hải quân, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Chiến thuật Tiền phương, Ủy ban Quốc gia An ninh Hàng hải Campuchia đồng chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm lần thứ 3 về thực hiện nghị định thư về cơ chế liên lạc đường dây nóng giữa hai lực lượng. Đây là thông tin đáng chú ý đặt trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng tại Campuchia. Như đã thông tin, dự án cải tạo căn cứ hải quân Rim đã bắt đầu các công việc đầu tiên vào sáng ngày 9 tháng 6 năm 2022, sau lễ khởi công hôm 8 tháng 6 năm 2022. Dự án nâng cấp mở rộng căn cứ Rim là một phần trong khoản viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Campuchia. Theo thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Phnom Penh, ngoài cải tạo và mở rộng các tòa nhà trong căn cứ Rim, Trung Quốc cũng sẽ hỗ trợ nâng cấp các tàu chiến của Phnom Penh, xây các cầu cảng, nâng cấp các ụ sửa chữa trong căn cứ và bệnh viện quân dân y. Phát biểu tại lễ động thổ cải tạo căn cứ hải quân này hôm 8 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Ti Banh nhấn mạnh lý do phải nâng cấp Rim. Căn cứ hải quân Rim rất nhỏ,
Do đó, Campuchia cần nâng cấp căn cứ để bảo vệ quốc gia, lãnh thổ và chủ quyền của mình. Dự án hiện đại hóa căn cứ hải quân RIM là một chiến lược quan trọng đối với sự phát triển của lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, phù hợp với chiến lược nêu trong sách trắng mà Bộ Quốc phòng đã công bố trước đó. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tỳ Bánh khẳng định, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên tuyên bố rằng hợp tác quân sự Trung Quốc-Campuchia là trụ cột vững chắc trong mối quan hệ thép giữa hai nước, phù hợp với lợi ích cơ bản của nhân dân Trung Quốc-Campuchia. Dự án hiện đại hóa căn cứ hải quân RIM dưới sự hỗ trợ của Trung Quốc là một thành tựu dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và đối thoại bình đẳng giữa Trung Quốc và Campuchia, phù hợp với cả luật pháp trong nước, luật pháp quốc tế và quy tắc ứng xử quốc tế. Đại sứ Trung Quốc khẳng định trước đó tại lễ động thổ, trên thực tế các hoạt động liên quan Trung Quốc tại căn cứ RIM luôn thu hút sự chú ý của giới quan sát, truyền thông quốc tế. Báo chí Mỹ thậm chí còn cho rằng không thể loại trừ khả năng chính quyền Bắc Kinh đang bí mật xây dựng một cơ sở hải quân ở RIM để cho quân đội Trung Quốc sử dụng độc quyền. Tuy nhiên đáp lại những cáo buộc này, cả Bắc Kinh và Phnom Penh đều kịch liệt phủ nhận. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, có những cáo buộc rằng căn cứ RIM khi hiện đại hóa sẽ do quân đội Trung Quốc độc quyền sử dụng. Điều này là hoàn toàn không chính xác. Anh em thân mến, theo Bộ trưởng Quốc phòng Tỳ Bành, Campuchia không cho phép bất kỳ quốc gia nào thiết lập căn cứ quân sự tại nước này, bởi điều đó là vi phạm hiến pháp của Campuchia. Campuchia không có ý định đe dọa bất kỳ quốc gia nào. Campuchia chỉ muốn nâng cao năng lực tự vệ, đảm bảo hòa bình, an ninh và thịnh vượng của Campuchia và khu vực. Đại tướng Tỳ Bành nêu rõ. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ thì mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức Thời Chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau.